loạt trận thứ tư diễn ra vào tháng 6 của vòng loại Euro 2024, đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha sẽ lần lượt chạm trán với Bosnia Herzegovina và Iceland vào các ngày 18 và 21 tháng 6. Để chuẩn bị cho các trận đấu kể trên, huấn luyện viên Roberto Martinez mới đây đã đưa ra danh sách triệu tập chính thức những cái tên sẽ góp mặt ở Selecao châu Âu. Đặc biệt trong danh sách vừa được công bố, Roberto Martinez vẫn gọi hai cái tên đã rất quen thuộc với đội tuyển Bồ Đào Nha trong suốt gần 20 năm qua là Cristiano Ronaldo của Anas và Pepe của Porto. Đó đều là những công thần của đại diện tới từ bán đảo Iberia xinh đẹp đã cống hiến cả tuổi trẻ, đồng hành cùng bao thăng trầm với đội tuyển này. Giờ đây ở tuổi 38 và 40, Ronaldo và Pepe vẫn tiếp tục được lựa chọn cho một chiến dịch quan trọng. Không ngoa khi nói rằng cả hai chính là những cây trường sinh của bóng đá Bồ Đào Nha. Phải biết rằng đội tuyển Bồ Đào Nha hiện đang có nhiều cái tên chất lượng đang có phong độ cao ở giải đấu hàng đầu. Đáng chú ý nhất là 10 cầu thủ được lên tuyển lần này đang thi đấu tại Premier League đều là những cái tên để lại nhiều ấn tượng. Đó là thủ thành José Sá, Ruben Neves, Nelson Semedo, Diogo Dalot, Bruno Fernandes, Ruben Dias, João Cancelo, Bernardo Silva, João Pahinha và Diogo Jota. Vì thế nên việc vẫn gọi Ronaldo và Pepe cho đợt tập trung lần này chứng tỏ rằng cả hai vẫn còn giá trị để đóng góp vào đội bóng của Roberto Martinez. Vậy hãy đến với trường hợp của từng người. Ronaldo hiện nay đang ở tuổi 38, đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út, không còn trẻ khỏe, không còn thi đấu tại môi trường đỉnh cao. Nhưng đối với Roberto Martinez, anh vẫn có thể đem lại kinh nghiệm và cả chuyên môn cho lứa cầu thủ này. Vào hồi tháng 3, khi được hỏi tại sao vẫn lựa chọn Cristiano Ronaldo cho chiến dịch vòng loại Euro trước hai đối thủ là Liechtenstein và Luxembourg, Roberto Martinez đã trả lời như sau. Cristiano Ronaldo là một cầu thủ rất tận tâm với đội tuyển Bồ Đào Nha. Một cầu thủ như Cristiano mang đến kinh nghiệm, anh ấy là một nhân vật quan trọng trong đội. Tôi không nhìn vào tuổi tác hay các khía cạnh khác. Tôi nghĩ Cristiano có cơ hội giúp đỡ đội bóng và truyền kinh nghiệm có được của anh ấy cho các cầu thủ khác. Điều này rất quan trọng đối với những cầu thủ của đội tuyển. Chúng tôi muốn tạo thành một đội chiến thắng, một đội tuyển thật sự cạnh tranh. Và nếu được hỏi câu hỏi tương tự thì lần này chắc hẳn Martinez cũng sẽ có những câu trả lời như vậy mà thôi. Đối với ông, những cầu thủ như Ronaldo hay Pepe đều sẽ mang lại kinh nghiệm và bản lĩnh trong những trận đấu của mình. Nhưng không chỉ có vậy, đẳng cấp và những yếu tố về mặt chuyên môn của Ronaldo hoàn toàn là những điều thật sự có thể giúp ích cho Bồ Đào Nha vào lúc này. Dù không còn thi đấu tại những môi trường đỉnh cao nhưng Ronaldo vẫn giữ được phong độ ổn định. Với 14 bàn thắng sau 16 lần ra sân trong màu áo của Anas. Thêm vào đó, cú đúp vào lưới của cả Liechtenstein lẫn Luxembourg ở lần tập trung trước càng khẳng định thêm cho niềm tin của Martinez. Chưa kể đến nếu như được ra sân trong cả hai trận đấu sắp tới cùng với đội tuyển Bồ Đào Nha, Ronaldo sẽ cán mốc 200 lần khoác áo đội tuyển đến từ bán đảo Iberia, từng phá sâu kỷ lục do chính mình tạo ra. Vậy thì thật sự chân sút sinh năm 1985 đã gắn bó với Selecao châu Âu lâu đến như thế nào? Ronaldo đã khoác áo đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha lần đầu tiên từ năm 2003 khi anh mới 18 tuổi. Từ đó anh đã góp mặt và lập công tại 5 kỳ Euro, 5 kỳ World Cup và nhiều giải đấu lớn nhỏ khác nhau khi mang trên mình màu áo bá chầu. Bàn thắng tại giải đấu chính thức đầu tiên của Ronaldo là tại Euro 2004, nơi anh và các đồng đội đã giúp Bồ Đào Nha lọt vào trận chung kết, nhưng rồi lại thất bại đáng tiếc trước Hy Lạp. Kể từ đó đến năm 2023, CR7 đã ghi bàn liên tiếp trong 20 năm cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Đến nay Ronaldo đã có được 122 bàn thắng trong màu áo đội tuyển quốc gia, trở thành cầu thủ có số bàn thắng nhiều nhất ở thống kê này. Ronaldo đảm nhận chức băng đội trưởng của đội tuyển Bồ Đào Nha vào tháng 7 năm 2008. Đến năm 2015, anh được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại. Một năm sau đó, anh đã dẫn dắt Bồ Đào Nha lên ngôi vô địch giải đấu lớn đầu tiên trong sự nghiệp là Euro 2016, nhận chiếc giày bạc với tư cách cầu thủ ghi bàn nhiều thứ hai của giải. Chân sút 38 tuổi cũng đã giành chức vô địch UEFA Nations League vào năm 2019 và sau đó nhận chiếc giày vàng với tư cách vua phá lưới Euro 2020. Và đến bây giờ, cuộc hành trình đó của Ronaldo vẫn còn đang tiếp tục. World Cup 2026 có thể là một điểm đến chưa thể nói trước. Nhưng Euro 2024 này thì CR7 vẫn hoàn toàn có khả năng được Roberto Martinez tin tưởng. Đó là nguyện vọng chính Ronaldo. Và nếu tiếp tục được góp mặt tại giải đấu đó thì đây sẽ là một cuộc hành trình thật vĩ đại của cầu thủ sinh năm 1985 đối với đội tuyển Bồ Đào Nha.
Bên cạnh Ronaldo lần này thì người đồng đội thân thiết của anh là Pepe cũng được huấn luyện viên trưởng gọi lên tập trung. Ở tuổi 40, Pepe vẫn còn đang thi đấu bền bỉ cứ như thể mình đang là một chàng thiếu niên. Anh đang là trụ cột trong màu áo Porto với 24 lần ra sân tại giải vô địch quốc gia. Thậm chí ngôi sao sinh năm 1983 còn thi đấu nhiều hơn cả mùa giải trước đó. Trong số đó thì 9 trên 10 trận gần nhất, Pepe đều đã đủ 90 phút, có trận còn cày ải suốt 120 phút. Nhiều khả năng ở lần tập trung này, anh sẽ được đá cùng hai trung vệ nữa trong sơ đồ ba hậu vệ dưới thời Roberto Martinez. Vì thế bên cạnh khả năng đóng góp kinh nghiệm về mặt chuyên môn hay làm thúc đẩy các cầu thủ trẻ trong phòng thay đồ, thì giá trị của Pepe vẫn đang còn là rất lớn ở trên sân bóng. Về trường hợp của Pepe thì Roberto Martinez từng nhấn mạnh như sau: tuổi tác là một con số, nhưng không phải là yếu tố quyết định. Điều quan trọng là có thể chơi ở đẳng cấp tốt với một cường độ cao, và Pepe chính là như thế. Anh ấy đang có một mùa giải tuyệt vời, đó là lúc tốt nhất. Và ngoài ra, anh ấy có sức ảnh hưởng lớn với các cầu thủ trẻ. Khác với Ronaldo, Pepe không có quốc tịch Bồ Đào Nha gốc, mà anh là người Brazil và đã nhập tịch vào năm 2007. Ngay sau đó vào ngày 30 tháng 8 cùng năm, anh được triệu tập có mặt trong đội hình đội tuyển Bồ Đào Nha lần đầu tiên trong trận đấu tại vòng loại Euro 2008. Cho đến nay, anh đã có hơn 130 lần ra sân cho Seleção châu Âu, cùng đồng hành với Ronaldo trong thời gian đó nên Pepe cũng có những danh hiệu tập thể giống như người đồng đội của mình. Đặc biệt trong trận chung kết Euro 2016, sau khi Ronaldo rời sân do chấn thương, anh thay mặt cầu thủ sinh năm 1985 trở thành một người thủ lĩnh, một tấm lá chắn vững chắc trước khung thành thủ môn Rui Patrício, chống những đợt uy hiếp khung thành của tuyển Pháp. Sau đó Pepe được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu và có tên trong đội hình tiêu biểu của giải đấu năm đó. Có thể thấy trong những ngày đầu của mình, khi xây dựng đế chế tại đội tuyển Bồ Đào Nha, Roberto Martinez đang trọng dụng những cầu thủ là công thần đã gắn bó nhiều năm với đội bóng. Tuy nhiên đó cũng có thể là một động thái nhằm làm tránh xáo trộn mọi thứ một cách quá đột ngột, gây ảnh hưởng đến kết quả của toàn đội. Trong thời kỳ chuyển giao này, Martinez cần những người như Ronaldo hay Pepe, vừa để ổn định tập thể, vừa để tận dụng kinh nghiệm dày dặn của cả hai. Ngoài ra thì hai ngôi sao kể trên như đã nói cũng đang có phong độ không hề tồi trong màu áo câu lạc bộ. Bên cạnh đó là còn tạo ra sự cạnh tranh giữa chính các cầu thủ. Nhiều cổ động viên nói rằng tại sao Martinez không ưu tiên cho những tài năng trẻ trong đợt tập trung này. Thay vì gọi những cái tên đã lớn tuổi, thì vị thuyền trưởng người Tây Ban Nha giải thích rằng sự cạnh tranh của một đội bóng không đến từ tuổi tác mà đến từ màn thể hiện của các cầu thủ ở trên sân. Nếu những cầu thủ trẻ hơn, giàu năng lượng, tinh thần cống hiến hơn nhưng lại không thể làm tốt bằng những người đàn anh đã qua bên kia sườn dốc của sự nghiệp, thì làm sao có thể trọng dụng họ. Ai cũng hiểu rằng cả Ronaldo và Pepe ở tuổi 38-40 đều đã bước sang những chương cuối cùng của sự nghiệp, không còn có thể tiếp tục thi đấu với phong độ hay đẳng cấp cao nhất được nữa. Đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ phải có những lớp kế cận để tiếp tục phát triển. Nhưng ít nhất là cho đến hiện tại, Ronaldo và Pepe vẫn còn có những giá trị để được tiếp tục lựa chọn cống hiến cho đội tuyển. Trong cuốn tiểu thuyết Harry Potter, trường sinh linh giá là vật có thể giúp cho chúa tể đạt đến sự bất tử. Nhưng đối với Cristiano Ronaldo hay Pepe, không cần đến thứ ấy thì hình ảnh của cả hai đã là bất tử trong lòng người hâm mộ Seleção châu Âu. Thời gian vẫn sẽ tiếp tục trôi, và ngày mà hai ngôi sao này chia tay với đội tuyển Bồ Đào Nha cũng sẽ phải tới. Nhưng đó là khi nào thì chưa thể biết chắc được. Hãy cứ xem và cổ vũ cho họ khi cả hai vẫn còn khoác lên mình màu áo bá chầu.